Thầy có nghe nói Tết nước Việt Nam mình đang thiếu lao động rất là nhiều thầy. Bây giờ năm nay thầy liên kết được 192 nước là tổng đại sứ quán Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Liên bang Nha, Đức, Ý, Hà Lan, Nhật, Tây Quản, Hồng Kông, Japan và Canada, Australia là Úc, Pháp, Mỹ, Anh. Rồi những cái nước quốc gia lớn thì trên 192 nước thì thầy có sự quan hệ chặt chẽ và bên mối quan hệ Bộ Ngoại giao cũng như thầy tốt nghiệp tiến sĩ về quan hệ quốc tế. Thì cũng như những bằng tiến sĩ về xây dựng đảng và quản lý nhà nước, những bằng tiến sĩ về quản lý giáo dục và cái mối quan hệ chặt chẽ này phong tục tập quán của nhiều quốc gia. Thì hôm nay các đại sứ quán đi thường hôm nay thì con nói thầy biết thường thường đi hội khảo với thành phố của các quốc gia lớn đó, Mỹ, Anh, Pháp thì ta mới đặc biệt cho ưu tiên cho mình thầy được phép, chứ tất cả các trường học và các cái chỗ mà tổ chức du học Anh, Mỹ, Pháp là đưa lao động nước ngoài thì không được bảo lãnh giống như thầy. Đặc biệt riêng cho thầy, biết thầy là người nghèo nhất Việt Nam, khổ nhất Việt Nam, tiền ít Việt Nam, một cô đơn nhất Việt Nam, chưa có đệ tử đông, và chùa thầy thì nghèo nhất nước Việt Nam và thế giới. Và thầy từ nhỏ lớn cứ lo ăn học không mà không biết chắc chứa tiền bạc và tài sản, nên người ta không cảm vì nỗi nghèo nỗi khổ của thầy, nên ta ưu tiên cho thầy thì được giúp đỡ cho người dân Việt Nam sinh sống tại Việt Nam và cũng như người Việt Nam sống ở nước ngoài. Thì hôm nay thì quân đội nhân dân Việt Nam tại Liên bang Nga, nước Nga đó, thì sẽ tuyển trên 10.000 lao động không cần có trình độ. Cái đó là lao động phổ thông hay sao? Mai dệt các quần áo cho quân đội. Lao động phổ thông là công ty quân đội. Mai dệt các cái sản phẩm đồ như là đồ lính, đồ công an, đồ những cái dụng cụ cho nhà nước. Thì mai dệt trong cái cơ sở của chủ Việt Nam cũng như là quân đội Việt Nam ở tại nước Liên bang Nga. Và các cái nước khác nơi mốt là cũng vậy luôn. Thì mai thì có cái lương từ 25 triệu cho đến 35 triệu. Quy định thì trước tiên thì từ 45 đến 75 triệu để khế chân, chẳng hạn như là vé máy bay nè, visa nè, rồi trường hợp mà giấy bảo lãnh lao động nè, rồi bảo hiểm trước khi qua lo toàn phần. Thì đặc biệt thì họ cho thầy mượn trước 10.000 tỷ để thầy bảo lãnh vừa Việt Nam, mỗi người mà họ nghèo khổ thì họ đóng 15 triệu. Thì sau đó khi qua đó thì họ chuyển trả tiền lại cho thầy. Thầy sẽ lấy cái tiền chùa đó đó, thầy bảo lãnh cho người Việt Nam. Ví dụ như 75 triệu thì giờ đưa trước 15 triệu, còn thiếu thầy là bao nhiêu? Con đi được thầy. Thì sẽ cái tiền đó trả mỗi tháng cho thầy về Việt Nam. Là đưa cho thầy hay là hộ tục? Đúng rồi, thầy hộ tục hết. Vé máy bay, chỉ đưa 15 triệu là vé máy bay và visa đó. Còn 45 triệu là cái tiền đó là tiền lao động và tiền hợp tác lao động. Thầy, con đi nha. Thì giờ ai cho cũng đi, không cần trình độ. Nam nữ không cần trình độ, chỉ cần cái bằng dốt, bằng ngu. Mày chấp nhận ngu, tao bảo là mày đi, còn mày nói tiếng Anh giỏi, tao cho ở Việt Nam. Có bển mày có mấy tiếng Anh, mày đi chơi tùm lum sao? Mày qua mà không đi làm, mà tối ngày mày ra ngoài, mày tung tăng, mày nói em I love you không dịch ta. Thì giờ người biết tiếng Anh ở Việt Nam thì không có cho đi, mà người dốt tiếng Anh, người du học cũng vậy, học muốn học tới đại học, dốt ở Việt Nam không biết tiếng Anh thầy mới cho đi, còn người nào biết tiếng Anh thì không cho đi. Thì đặc biệt nữa là những người đi lao động thì phải đủ sức khỏe. Thứ nhất, có mấy căn bệnh là không cho, chẳng hạn như bệnh lao, bệnh phổi, bệnh tim, bệnh HIV là sida, rồi bệnh truyền nhiễm như là bị lây những cái căn bệnh như là ghẻ lát, phong ngứa, hoặc là những người bị tai biến, rồi những người bị tính người ta khám nào như bệnh thận, rồi đau ruột, đau bao tử, hoặc những căn bệnh suy tim, suy phổi, hoặc những căn bệnh mà dễ truyền nhiễm bác sĩ khám không cho đi. Thì đặc biệt thì hôm nay thì đó là mai mặt.
Còn vấn đề những người mà thợ nấu ăn Việt Nam mà có nấu ăn và có cái bằng chuyên nghiệp về nấu ăn, đầu bếp, thì lương từ 45 đến 50 triệu một tháng. Nhưng mà đặc biệt thì đóng cũng từ có nghĩa là 45 triệu cho đến 75 triệu. Thì trong thời gian đóng 15 triệu thì mua vé máy bay với dán visa trước. Đó, còn bao nhiêu thủ tục thì cái thầy cho mượn thêm rồi qua đó chợ trả từ từ. Thì mỗi người thấp nhất là từ 45 đến 75 triệu thì sẽ bao hết, nhưng mà 15 triệu là mua vé máy bay với visa. Thì cái đó chọn gói. Còn ai mai mốt sau này thành tài mỗi năm đem về 1 tỷ đến 3 tỷ thì cúng chùa thầy nhiêu thì cúng, thầy không đòi hỏi, không cần đền ơn, không cần đắc nghĩa, nhưng mà nhớ thì cứ cho, đừng chiêu cho. Thì hôm nay là nghề nấu ăn, thì nghề có nghĩa là người thợ chính nấu ăn nhà hàng khách sạn á là từ 45 đến 50 triệu. Còn những người phụ việc như lặt rau, bào cải hay là phụ thợ chính á thì lương từ 35 đến từ 30 35 triệu một tháng. Thì tính ra ở Việt Nam mình là tiến sĩ chưa được 30 triệu á. Mà giờ dân thường được 35 triệu ở đợ 35 triệu. Thì thầy nói cái đó là có giờ thầy tuyển hai nước trước là Liên bang Nga và một nước là Philippines. Rồi xong rồi hồ sơ Singapore, Malaysia. Rồi Mỹ. Singapore chưa có, nhưng chỉ có hai nước mà nước cần nhất là Liên bang Nga. Nhưng Nga là cái nước này nó cần lao động nhiều nhất và lương nó ở bên xa thì cái lương nó cao, và có cái bên bển có đại sứ quán Việt Nam, có cộng đồng người Việt Nam đông, và đặc biệt là có cái quân đội Việt Nam luôn. Thì đặc biệt thì mình đi sẽ được sự bảo lãnh của đại sứ quán, tổng sự chứng quán cũng như bảo lãnh của quân đội, nên có sức mạnh rất là kiên cường và bất khuất. Mỗi người nam người nữ, thứ nhất là có bách bo, thứ hai là có bách bo, thứ hai là giờ có cái mua hồ sơ lao động, thì giống như người ta coi lý lịch này kia thì lên xã làm tờ đơn thì xác nhận vô thôi, cái đó rất là dễ. Rồi giấy sức khỏe hay bệnh viện làm sao, nhưng mà quan trọng là đóng tiền 15 làm visa mua vé máy bay trước, chứ không ấy là ngày đó đi không kịp, vé nó không có là đi cùng với ta không được. Thì 3 tháng thầy tổ chức đi 300 người, cứ 3 tháng tổ chức một chuyến, 3 tháng tổ chức một chuyến. Thì những người nào bao luôn cả gia đình, nếu mà gia đình có đủ điều kiện đi hết luôn, ví dụ hai vợ chồng làm và đứa hai đứa con dẫn cho bảo lãnh cho đi luôn. Qua bển thì sẽ có bao cho ăn bao cho ngủ luôn. Thầy ở bển bao cho ăn thì mấy chục triệu là bao ăn bao ngủ, là thầy trước tiên ứng đó ứng trước á. Rồi xong mai mốt trả lại về Việt Nam, trả lại cho đại sứ quán, cho chùa. Ủa thầy, rồi mình làm không nổi sao? Gì? Làm không nổi sao? Thì không nổi về. Về. Ví dụ như làm 3 tháng mà cảm thấy làm không nổi thì người ta sẽ mua vé bay cho mình về, mình nói cảm thấy lưu hoặc làm đồng. Chợ mai giống Việt Nam, chỉ ngồi mai tay mai rồi nấu nướng thì giống như Việt Nam chứ có gì đâu. Đúng mà. Đúng rồi, có xin về. Thì mình nói cảm thấy mình không làm được, với lương cao quá mình sợ tiền xài dư mình đi về. Nè, mình làm 3 tháng về mình ăn 3 năm rồi cái mình đi làm nữa. Và hợp tác thì cũng 3 năm là về nước lần, nếu mà mình làm mình có tiền. Còn mấy mình 3 tháng mình làm không nổi rồi mình đi về. Cho quyền 3 tháng đến 3 năm mình muốn về giờ nào về. Dạ. Không ép. Giống như con thầy Singapore nha thầy. Con đi 3 tháng nha. Không, giờ có hai nước thôi, Liên bang Nga, Philippines. Thì chừng nào có nước khác nữa thì tính sao. Dạ. Còn đi